Năm nay do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong khi trà nhãn chính vụ lại sắp diễn ra, đòi hỏi tỉnh và các ngành chức năng, các chủ vườn, hợp tác xã trồng nhãn tìm nhiều giải pháp để đưa quả nhãn tiếp cận tới đa dạng khách hàng trong nước và quốc tế. Một trong những yêu cầu mà các khách hàng đặt ra là việc sản xuất nhãn sạch theo yêu cầu Việt Gáp, có nhật ký để việc truy xuất nguồn gốc được thuận lợi. Nhiều nước trên thế giới áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm như một quy định bắt buộc phải có để đảm bảo nhận diện chất lượng sản phẩm và cơ sở sản xuất. Từ đầu vụ nhãn, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với ngành chức năng và các chủ vườn ở Hưng Yên chuẩn bị các điều kiện để có thể đảm bảo các yêu cầu phục vụ xuất khẩu. Cục Xúc tiến Thương mại trong thời gian vừa qua đã tiến hành hướng dẫn tập huấn trực tiếp tại thực địa cho các hợp tác xã, các hộ canh tác liên quan đến các thao tác ứng dụng cho hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt ở đây sẽ liên quan đến việc mà nhập các dữ liệu liên quan đến lịch sử canh tác. Từ đó truyền tải các thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc. Và với các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm trái nhãn mà đã được chúng tôi hướng dẫn tập huấn của một số hợp tác xã và hộ canh tác thì sẽ được gắn tem truy xuất nguồn gốc của Cục Xúc tiến Thương mại. Vào ngày mai, 15 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên. Hội nghị được kết nối với 15 điểm cầu tỉnh thành trong cả nước, gần 60 điểm cầu chính ở nước ngoài từ 21 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá trên nền tảng công nghệ số, phối hợp chặt chẽ với Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương để kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh đưa nông sản chất lượng cao của tỉnh lên các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín như là Sendo, Shopee, Vỏ Sò, Tiki, tiếp tục kết hợp với các kênh truyền thông nhằm giới thiệu nông sản của tỉnh trên truyền hình và các trang mạng xã hội, fanpage để đa dạng các hình thức giới thiệu nông sản của tỉnh tới người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chúng tôi còn tổ chức các phiên giao thương trực tuyến giúp các thương nhân, doanh nghiệp phân phối trong nước và ngoài nước trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà vườn của tỉnh. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì việc quảng bá sản phẩm để phục vụ thị trường xuất khẩu được đẩy mạnh. Tuy nhiên, còn một kênh quan trọng là thông qua các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ đầu mối toàn quốc